Cùng với sự phát triển của thời đại thì tư duy của con người cũng có những thay đổi lớn. Những lúc rảnh rỗi thì mọi người thường chọn đi du lịch một vòng thế giới bên ngoài để tham quan, trải nghiệm những phong tục tập quán và những nền văn hóa khác nhau của từng nước. Chúng ta biết rằng văn hóa của mỗi quốc gia là khác nhau. Ví dụ, khi chúng ta đi du lịch đến Mỹ thì có một điều mà nhiều người sẽ thấy lạ, đó là khi đi vệ sinh ở đây, đặc biệt là các bồn cầu nhà vệ sinh của họ thì thường có một khoảng trống ở phía trước, và các bồn cầu của người Mỹ thì cũng không được trang bị vòi xịt. Vậy thì tại sao lại như vậy? Hãy cùng tìm hiểu với blog Travel Việt nhé! Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu lý do bồn cầu vệ sinh ở nước Mỹ lại có khoảng trống ở phía trước. Như chúng ta đã biết thì Hoa Kỳ là một quốc gia tiên tiến, điều này có thể được phản ánh ở nhiều nơi, và nhà vệ sinh ở Mỹ là một ví dụ điển hình. Sở dĩ bệ bồn cầu hình chữ U được sử dụng phần lớn là vì cấu tạo cơ thể con người. Nó có thể ngăn không cho bộ phận kín của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với bệ bồn cầu. Điều này sẽ giúp an toàn hơn và tránh bị nhiễm khuẩn khi sử dụng các nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ. Đó là lý do thiết kế bệ bồn cầu có khoảng trống phía trước hình chữ U. Ý thức an toàn của bọn họ rất tốt, chỉ là chỗ ngồi hình chữ U thôi chưa đủ. Họ còn đặt một miếng lót vào bồn cầu. Mọi người sau khi sử dụng sẽ thay đổi miếng lót. Như chúng ta đã biết thì không gian của nhà vệ sinh có hạn, người ngồi trên đó vừa khít với bề mặt, không khí sẽ không lưu thông khi đưa thải ra ngoài. Thiết kế khe hở có thể tránh được tình trạng này. Văn hóa và tư tưởng của mỗi quốc gia là khác nhau. Nhà vệ sinh được sử dụng ở các nước không có khoảng trống hình chữ U bởi vì người châu Á tương đối mảnh mai và nhỏ hơn so với người Mỹ và châu Âu. Và vì vậy sẽ không cảm thấy nó quá vấn đề trong quá trình sử dụng nhà vệ sinh. Và sau đây sẽ là đáp án cho câu hỏi vì sao các bồn cầu ở Mỹ không được trang bị vòi xịt, vì sao lại có sự lạ lùng này. Chiếc vòi xịt đi kèm với bồn cầu toilet là một vật dụng không thể thiếu trong rất nhiều nhà vệ sinh trên toàn thế giới, giúp bạn xỉ rửa sạch sau mỗi lần đi đại tiện. Thế nhưng tại Mỹ, một quốc gia vô cùng văn minh và giàu có, thì chiếc vòi xịt này lại không hề xuất hiện trong bất cứ nhà vệ sinh nào. Vậy thì tại sao lại như thế? Phiên bản ban đầu của chiếc vòi xịt thật ra không có hình dạng vòi xịt, mà nó là một chiếc bồn tương tự bồn cầu, bên trong đựng nước. Nó được người Pháp tạo ra vào năm 1710 để người dùng có thể ngồi lên đó, vốc nước lên và cọ rửa thật sạch sẽ mỗi lần đi vệ sinh xong. Ngày nay thì trong nhiều nhà vệ sinh hiện đại thì chiếc bồn rửa vẫn còn được giữ lại, nhưng nó đã được cải tiến. Dưới đáy bồn thì có lỗ thoát nước, và thành bồn thì gắn thêm vòi nước để việc rửa ráy được vệ sinh hơn. Còn chiếc vòi xịt cầm tay mà chúng ta thường thấy ngày nay thì được thiết kế vào năm 1750 để thay thế cho bồn rửa, và nó luôn gắn kèm với bồn cầu, tất nhiên trừ những chiếc bồn cầu trên khắp nước Mỹ. Và lý do khiến người Mỹ tẩy chay dụng cụ này, điều gì khiến họ thích dùng giấy hơn là dùng nước? Có một số yếu tố được cho là nguyên nhân. Thứ nhất, người Mỹ chịu ảnh hưởng rất lớn từ người Anh. Vào thế kỷ 18 thì người Anh có thành kiến rất nặng với giới quý tộc Pháp cũng như lối sống kiểu cách hưởng thụ của họ. Trong đó có phong cách ngồi bồn cầu rồi chạy sang ngồi bồn rửa của họ. Vì người Mỹ trước kia vốn là thuộc địa của Anh nên người dân của họ cũng ghét lây kiểu ngồi rửa này. Thứ hai, trong suốt Thế chiến thứ hai thì những người lính Mỹ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trông thấy một chiếc bồn rửa là trong các nhà thổ ở Pháp. Điều đó khiến họ mặc định thành kiến rằng chiếc bồn này gắn liền với sự dơ dáy bẩn thỉu và suy đồi về đạo đức. Giả thuyết thứ ba, có lẽ cũng là giả thuyết hợp lý nhất, đó là cách sử dụng bồn rửa. Không giống như việc dùng giấy, vốn luôn giữ cho đôi tay được sạch sẽ. Nếu muốn dùng một chiếc bồn rửa truyền thống thì người ta phải dùng tay chân để tạt nước lên và kỳ cọ. Nên biết rằng người Mỹ là những công dân cực kỳ bảo thủ trong vấn đề vệ sinh cá nhân. Điển hình là mãi cho đến năm 1960 thì hình ảnh chiếc bồn cầu mới được xuất hiện trên phim ảnh, cho nên những thứ như vậy cũng không được xuất hiện trong nhà vệ sinh của họ. Còn ngày nay thì người Mỹ cũng không dùng bồn rửa vì thói quen và truyền thống hơn là thành kiến. Đối với họ, giấy vẫn là phương tiện thân thuộc nhất. Tất nhiên, việc sử dụng bồn rửa hay là vòi xịt sẽ có rất nhiều lợi ích hơn là dùng giấy. Chẳng hạn, nó vệ sinh hơn, đặc biệt đối với phụ nữ, thuận tiện hơn, đặc biệt với người già, người bị viêm khớp, bệnh trĩ, già dị ứng. Không những thế, bồn rửa hay vòi xịt sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều so với giấy. Tại Bắc Mỹ thì mỗi năm có đến 36 tỷ cuộn giấy vệ sinh được sử dụng. Và chỉ tính riêng tại San Francisco thì mỗi năm thành phố này tiêu tốn đến 4 triệu đô la, hơn 90 tỷ đồng, chỉ để thông cống tắc nghẽn do giấy vệ sinh gây ra. Vậy là giờ đây bạn đã hiểu vì sao bồn cầu vệ sinh ở Mỹ lại có khoảng trống ở phía trước,
và các bồn cầu ở Mỹ không được trang bị vòi xịt rồi đúng không nào? Hy vọng với thông tin này thì khi bạn đi du lịch Mỹ sẽ đỡ phải lóng ngóng không biết sử dụng nhà vệ sinh Mỹ ra sao. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều thông tin về du lịch hữu ích khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.